Thì chủ đề này như nghe từ đầu là tôi chọn cho các mình đó là chúng ta có 6 tiết tất cả. Tiếp theo thì cô trò mình đã thảo luận và để đi đến là thực hiện làm bài tập thực hành khá là thú vị. Và đây là hai tiết cuối cùng của chủ đề này. Và hôm nay chúng ta sẽ công bố các tác phẩm báo chí đầu tay của chúng ta. Tóm lại là hôm nay chúng ta sẽ được tập, chúng ta đã tập làm phóng viên trong cả 2 tuần vừa rồi. Hôm nay chúng ta sẽ công bố cái tác phẩm của mình để cho các thầy cô, các vị đại cấp, đại biểu các thầy cô và tất cả các bạn trong nhóm khác để chiêm ngưỡng sản phẩm của nhóm mình. Như sao ạ? Cô yêu cầu như sao ạ? Chắc chắn là chúng ta sẽ rất là hứng khởi xem các nhóm, kết quả của nhóm như nào. Nhưng cô có một lưu ý như sau. Đó là chúng ta không phải chỉ có ngồi xem, ngồi thưởng thức. Và các bạn phải thật chú ý để nhận ra những ưu khuyết điểm của nhóm bạn. Các em hãy ghi chép vào vở những gì cần lưu ý để có thể góp ý cho bạn mình. Và sau khi chúng ta xem xong, các em sẽ có 3 phút thảo luận để chúng ta hoàn thành vào phiếu học tập. Phiếu học tập này sẽ là những ghi ngắn gọn, ghi nhận xét, ghi khuyết điểm của từng nhóm, từng ra tác phẩm một ạ. Và các em sẽ đánh giá cho điểm theo thang điểm 10. Các em nghe rõ chưa ạ? Và bây giờ tôi sẽ phát phiếu học tập cho chúng ta. Mỗi nhóm sẽ đánh giá kết quả của 4 nhóm còn lại. Em hiểu không ạ? Ví dụ như là nhóm quảng cáo thì sẽ không đánh giá kết quả của nhóm mình mà chỉ đánh giá kết quả của nhóm làm tin, phóng sự, phỏng vấn và nhóm sản phẩm. Em có thể xem qua một chút. Đổi mới trong kỳ thi bán kỳ 1 theo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển cao đẳng đại học năm 2017. Những hoạt động ngoại khóa nổi bật của đoàn trường trung học phổ thông Kisena thời gian gần đây. Pokemon Go của giới trẻ Vinh Bình. Bản tin dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước. Những tin tức thể thao trong tỉnh. Việt Nam là top 5 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trường trung học phổ thông Kisena là trường trung học đã áp dụng thành công mô hình VNEA trong khoảng 3-4 năm nay, giúp cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh không còn mệt mỏi và nhàm chán nữa, mà thay vào đó là những tiết học vô cùng sôi nổi, đầy sự sáng tạo của các bạn học sinh. Theo đó, nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên tổ chức linh hoạt các hoạt động học tập cho học sinh, phải dựa vào đối tượng học sinh và thực tế của lớp học đó để lựa chọn phương pháp và hình thức dạy học phù hợp. Theo mô hình VNEA, học sinh được tổ chức ngoài học theo nhóm. Nhóm trưởng là người điều hành các thành viên trong nhóm, cùng nhau trao đổi, thống nhất, báo cáo kết quả học tập lên giáo viên. Giáo viên là người hướng dẫn học sinh cách sử dụng tài liệu để khám phá, tiếp cận kiến thức của bài học.
Đồng thời, họ cũng là những nhà tâm lý giáo dục luôn tác động để kích thích đến kỹ năng mềm như sự sáng tạo, tự tin, lối suy nghĩ độc lập, bản lĩnh giúp học sinh phát triển toàn diện. Với mô hình này, sự tương tác giữa giáo viên và học sinh ngày càng được nâng cao, tạo bầu không khí học tập nhẹ nhàng, thân thiện. Bên cạnh với việc học lý thuyết, học sinh còn được tham gia các hoạt động như thuyết trình, đóng kịch theo chủ đề, giúp bắt sâu bài học và thay đổi không khí học tập. Đây là một phương pháp vô cùng hiệu quả, giúp học sinh hiểu rõ được quyền và trách nhiệm của mình trong môi trường giáo dục, đồng thời phát huy khả năng sáng tạo, kỹ năng lãnh đạo, bổ sung và dần hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Hợp tác của phụ nữ trường học này, cũng là trường hợp của học tập này, và có thể chia sẻ ra được nhiều kinh nghiệm về học tập hơn này, và có thể là một người học sinh đã là thích thú hơn với học tập như thế nào. Học sinh có thể tương tác với nhau hoàn toàn dễ hơn, có thể cùng nhau tương tác với lại có những bộ môn mà có thể tranh luận và đưa ra những kinh nghiệm. Đặc biệt là hình thức thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển cao đẳng đại học năm 2017, các trường trung học phổ thông trong tỉnh đều đã có những biện pháp thực sự để chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi quan trọng này. Tại trường trung học phổ thông Kim Sơn A, ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên bộ môn đã rất thấu hiểu và luôn hỗ trợ học sinh vượt qua những khó khăn trong học tập khi áp dụng luôn hình thức thi mới này vào kỳ thi bán kỳ 1 vừa qua. Cụ thể, khối 10 và khối 11 dự thi các môn toán, anh, văn và tổ hợp môn khoa học tự nhiên bao gồm vật lý, hóa học, sinh học. Đối với khối 12 dự thi các môn toán, anh, văn và tổ hợp môn khoa học tự nhiên hoặc tổ hợp môn khoa học xã hội bao gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân tùy theo chọn lựa chọn của mình. Đối với môn ngữ văn, hình thức thi là tự luận. Môn toán, tổ hợp môn khoa học tự nhiên hoặc tổ hợp môn khoa học xã hội thi kết hợp cả hình thức tự luận và trắc nghiệm thì học sinh bị làm quen. Riêng với môn ngoại ngữ thì mục tiêu của nhà trường là học không chỉ để thi mà còn để nâng cao năng lực của học sinh. Vì vậy, trong lần thi này, hình thức thi được kết hợp cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Từ cái nhìn của học sinh, cách thức thi này vẫn còn khá mới mẻ nên các bạn không tránh khỏi bỡ ngỡ và lúng túng trong việc ôn tập chuẩn bị. Nhưng ra cho cùng, nó vẫn gắn liền với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển cao đẳng đại học năm 2017 sắp tới, nên sự thay đổi này là cần thiết và đã nhận được phản hồi khá tích cực từ phía học sinh. Hiện tại, học sinh trường trung học phổ thông Kim Sơn A đã hoàn thành xong kỳ thi bán kỳ 1 và sẽ nhanh chóng thích nghi với hình thức thi mới này trong các kỳ thi định kỳ kế tiếp. Thưa quý vị và các bạn, được tác động từ những tháng đầu của năm học 2015-2016, có lẽ học sinh của trường trung học phổ thông Kim Sơn A không còn lạ lẫm đối với một hoạt động ngoại khóa mang tên Sao quê Kim Sơn A, được tổ chức vào giờ chào cờ tuần thứ 2, thứ 3 và thứ 4 hàng tháng. Đây là chương trình luôn nhận được sự mong ngóng và ủng hộ nhiệt tình của các bạn học sinh trong toàn trường. Sau quê Kim Sơn A được dựa trên ý tưởng từ cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, nhưng có thêm phần thi ứng xử giúp học sinh có thể cải thiện kỹ năng xử lý tình huống trước đám đông và trong cuộc sống. Đây là một hoạt động ngoại khóa không chỉ giúp học sinh có thể tích lũy thêm kiến thức thông qua việc theo dõi các bạn thi đấu, mà còn mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái thông qua những câu vấn đáp hài hước lý tỏ giữa MC với thí sinh. Quan trọng hơn cả, mục tiêu của hoạt động này là tìm ra và đào tạo những học sinh có năng lực vượt trội, ươm mầm tài năng, nối tiếp bước chân của cựu học sinh Nguyễn Cao Ngọc Vũ, chi đoàn 12 bên 1, niên khóa 2012-2015, đã giành giải 3 trong cuộc thi chung kết năm đường lên đỉnh Olympia năm 2015. Và bên cạnh Sao quê Kim Sơn A, chắc có lẽ ta không thể không nhắc đến một hoạt động ngoại khóa khác mang tên Thi Tô 18, một chương trình phát thanh của đoàn trường diễn ra vào giờ ra chơi thứ 2 và sáng thứ 7 hàng tuần. Chương trình cung cấp cho các bạn học sinh những tin mới nhất về học tập, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hay chỉ là những mẫu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống đời thường của mỗi học sinh. Trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi đại học của các học sinh khối 12 sẽ có những buổi trò chuyện chia sẻ kinh nghiệm học tập cho các sĩ tử. Và đặc biệt sẽ có những số quà tặng âm nhạc để các bạn học sinh gửi tặng đến bạn bè, thầy cô của mình những bài hát, những lời chúc ý nghĩa nhất. Chương trình này hiện đã được học sinh trường trung học phổ thông Kim Sơn A hưởng ứng một cách hào hứng và tích cực. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua như chúng ta đã biết, săn Pokemon đã trở thành một trào lưu cực kỳ hot ở Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung. Giới trẻ Ninh Bình cũng không phải ngoại lệ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, các địa điểm mà các bạn trẻ Ninh Bình thường tập trung để bắt Pokemon là các khu vực dân lan thắng cảnh như khu vực chùa Bái Đính, khu du lịch Tam Cốc Bích Động, núi Kỳ Lân và tập trung nhiều nhất vẫn là khu ngã ba Tam Giác, thành phố Ninh Bình. Tại những địa điểm kể trên có đặt các Pokestop, điểm dừng chân của các game thủ. Hơn thế nữa, tại những địa điểm này thường tập trung nhiều nhà hàng, quán cà phê có sẵn wifi
nên được nhiều bạn trẻ lựa chọn là địa điểm trải nghiệm trò chơi. Pokemon Go là một ứng dụng khá hữu ích giúp người chơi tích cực vận động, làm giảm các nguyên nhân mắc các chứng bệnh về tim mạch, hay như việc chơi game theo nhóm thông qua mạng xã hội như các bạn trẻ tại tỉnh ta đang thực hiện, cũng góp phần tăng giao tiếp, có thêm cơ hội khám phá những địa điểm thú vị tại thành phố mà bản thân đang sống từng ngày, từ đó góp phần thêm yêu quê hương đất nước, hiểu thêm về văn hóa lịch sử. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều vấn đề bất cập xoay quanh trò chơi này. Tại tỉnh ta, hiện chưa xuất hiện trường hợp đáng tiếc nào xảy ra bắt nguồn từ Pokemon Go. Vì vậy, theo ghi nhận của chúng tôi, vẫn còn rất nhiều trường hợp người đi đường vì quá mải mê vào màn hình điện thoại, loạn trọn bước xuống đường và không để ý xem bộ đang lưu thông. Hay một vài bạn học sinh đi trên xe đạp điện vẫn cầm chiếc điện thoại hoặc máy tính bảng khi bảo có vào màn hình. Với tình trạng đó, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp những tai nạn đáng tiếc khi tham gia giao thông. Có thì có biết. Cô Ba Lan. Nếu mọi người chơi là một tình cảm. Mình tình cảm đấy là tiêu kinh nghiệm nên. Theo cho cùng, Pokemon Go cũng chỉ là một game di động. Việc trò chơi này có lợi hay có hại thế nào đều là do cách bạn trải nghiệm nó. Nếu bạn đang làm quay xong cùng trong giới Pokemon Go, hãy chơi game một cách sáng suốt. Không chơi game khi đang điều khiển phương tiện giao thông, không đi vào những khu vực cấm, những nơi tâm linh tôn nghiêm hay những địa danh có giá trị văn hóa, lịch sử chỉ để bắt thú Pokemon. Để có thể dễ dàng lên lịch và sắp xếp công việc vào những ngày sắp tới, ngay sau đây chúng ta hãy cùng Nga biên tập viên Phạm Thu gửi đến những thông tin thời tiết vô cùng hữu ích. Xin mời bạn. Sáng sớm có sương mù, đến trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ trung bình từ 18 đến 27 độ C. Một lưu ý nho nhỏ cho tất cả các bạn học sinh ở khu vực miền Bắc, đó là trong thời tiết xe lạnh và khô hanh như thế này, cơ thể và làn da của chúng ta rất dễ bị mất nước. Chính vì thế, để có được một cơ thể và làn da khỏe mạnh, chúng ta nên uống đủ nước, chăm vận động và bổ sung nhiều vitamin từ rau quả và trái cây. Như thế, chúng ta không chỉ có được một cơ thể khỏe mạnh, mà làn da của chúng ta cũng rất căng mịn và tràn đầy sức sống. Và đặc biệt là các bạn nữ, chúng ta hãy thật lưu tâm tới điều này. Tiếp theo, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, trời nắng, riêng phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ trung bình từ 22 đến 30 độ C. Nam Bộ, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, hạn chế tầm nhìn xa. Chính vì thế, khi ra ngoài, tất cả mọi người chúng ta hãy thật chú ý, đặc biệt là khi chúng ta tham gia giao thông trên đường. Thời tiết trên biển, tại quần đảo Hoàng Sa, không có mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc giật cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào rải rác, ở phía nam có nơi có dông, nhiệt độ trung bình từ 18 đến 26 độ C. Hòa trong không khí chào mừng ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới, đó là tiết trời nắng nhẹ và khô hanh, rất phù hợp cho các hoạt động kỷ niệm ngoài trời và các bạn học sinh chúng ta có thể tổ chức để tri ân tới các thầy cô giáo của mình. Và tin thời tiết của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một tuần làm việc mới thật suôn sẻ với những thông tin thời tiết của chúng tôi. Cảm ơn những thông tin thời tiết hết sức hữu ích từ bạn Phạm Thu. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin mới nhất về thể thao đã được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Xin mời biên tập viên Mai Linh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn hãy đang xem bản tin thể thao trên kênh 11BP1 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số Kim Sơn A. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Tổ chức giải đấu thể dục thể thao cho các trường trung học phổ thông trong tỉnh Ninh Bình. Giải bóng chuyền truyền thống lần thứ nhất chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại trường Trung học phổ thông Kim Sơn A. Thưa quý vị và các bạn, hội thi thể dục thể thao cho các trường Trung học phổ thông trong tỉnh Ninh Bình là một hội thi được tổ chức với quy mô lớn nhằm hội tụ những tài năng đến từ các trường Trung học phổ thông trong tỉnh về tham dự. Trường Trung học phổ thông Kim Sơn A cũng đang tích cực tập luyện để đạt đến phong độ tốt nhất tham gia hội thi với những quyết tâm sẽ chinh phục được giải vô địch. Các bạn học sinh hứa hẹn sẽ đem lại vinh quang cho nhà trường với thế mạnh ở một số môn như bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, điền kinh, bơi lội. Giải đấu dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12 sắp tới. Song song với việc tập luyện cho hội thi thể dục thể thao, học sinh của 33 lớp trường Trung học phổ thông Kim Sơn A cũng đang tích cực tập luyện cho giải đấu bóng chuyền chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới. Hàng năm, cứ đến ngày 26 tháng 3 hoặc 20 tháng 11 là các bạn học sinh lại vô cùng náo nức chờ đợi những trận đấu kịch tính giữa các lớp với nhau. Cụ thể như năm học vừa qua, chào mừng cho ngày 26 tháng 3 chính là giải đấu kéo co, trong ngày 20 tháng 11 chính là giải đấu bóng rổ. Và vâng,
năm nay chính là giải đấu bóng chuyền. Giải đấu bóng chuyền năm nay được tổ chức vào chiều chủ nhật và chiều thứ hai hàng tuần, bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 cho đến ngày 6 tháng 11. Cụ thể là năm nay đã có 4 lớp của 3 khối lọt vào vòng bán kết. Trận đấu bán kết dự kiến sẽ được tổ chức vào chiều chủ nhật ngày 6 tháng 11 và trận chung kết dự kiến sẽ được tổ chức vào chính ngày 20 tháng 11. Bản tin thể thao đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn hãy trở lại với bạn Chính Vi trong bản tin văn hóa. Kết thúc chuyên mục bản tin ngày hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn đến với một thông tin vô cùng thú vị và bất ngờ về chính đất nước của chúng ta. Mới đây, ngày 21 tháng 7, trong danh sách chỉ số hành tinh hạnh phúc năm 2016, do tổ chức nghiên cứu kinh tế xã hội New Economic Foundation vừa công bố, Việt Nam đã lọt top 5 các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, đứng đầu châu Á. Chỉ số hành tinh hạnh phúc, viết tắt là HTI, dựa trên số liệu chọn lọc từ các quốc gia, các tổ chức quốc tế và do chính New Economic Foundation điều tra, nói lên mối quan hệ giữa tuổi thọ, cảm giác thoải mái và các hành vi tác động tới môi trường. Với chỉ số hạnh phúc cuối cùng là 80%, Việt Nam vinh dự đứng vị trí thứ 5 trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Khi được hỏi về nhận định của mình cho triển vọng kinh tế năm 2016, Việt Nam nằm trong số những quốc gia lạc quan nhất về nền kinh tế thế giới. Theo các chuyên gia, dù thu nhập bình quân còn thấp, nhưng bí quyết hạnh phúc của người Việt là luôn chia sẻ những gì mình có. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia rộng lượng nhất thế giới khi sẵn sàng giúp đỡ người thân, bạn bè hay du khách trong và ngoài nước. Theo các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, việc giúp đỡ người khác là một phương pháp vô cùng hiệu quả giúp tăng cường cảm giác hạnh phúc. Qua những con số thống kê ở trên, chúng tôi hy vọng rằng những người con Việt Nam chúng ta sẽ nhận ra rằng mình may mắn như thế nào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hình chữ S thân thương trang chứa tình người này. Từ đó mỗi người, nhất là giới trẻ, sẽ nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước ngày càng giàu mạnh. Chương trình bản tin học đường của Đài Truyền hình Kỹ thuật số Kim Sơn An trên 11B11 xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề bảo tồn di sản văn hóa dân tộc là một vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, việc bảo tồn những di sản ấy luôn gặp nhiều thách thức trở ngại. Vậy hướng đi nào phù hợp nhất trong hoàn cảnh này? Ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị đến với một phóng sự ngắn mang tên Bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, một hướng đi tươi sáng do nhóm phóng sự kênh 11 V11 thực hiện. Thì không gian dành cho các loại hình văn hóa truyền thống ngày càng thu hẹp hoặc bị thay đổi. Giới trẻ hiện nay số đông không hiểu hết giá trị của các di sản văn hóa mà có xu hướng ưa chuộng những hình thức nghệ thuật mới, hiện đại, ít quan tâm tìm hiểu cái hay, cái đẹp của nghệ thuật dân tộc. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy được các giá trị của di sản văn hóa đã có lúc trở thành nguy cơ tiềm ẩn trong việc giữ gìn văn hóa bản sắc dân tộc. Không thể đứng ngoài sinh hoạt của cộng đồng dân cư hoặc đứng ngoài không gian văn hóa của nó. Để có thể duy trì sức sống cho di sản văn hóa vốn có đã được nhân loại tôn vinh, thì trước hết các di sản văn hóa ấy phải được bảo tồn như nó vốn có, phải được sống, được tôn vinh, được người dân thừa nhận ngay trong chính đời sống của cộng đồng. Muốn có được điều ấy, chúng ta cần tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục sự hiểu biết, các tri thức văn hóa nói chung và di sản văn hóa dân tộc nói riêng, từ đó khơi dậy và nhân lên niềm đam mê, ý thức bảo vệ di sản trong thế hệ trẻ. Trường học thân thiện, học sinh tích cực có hai nội dung liên quan đến bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Tổ chức đời sống văn hóa tinh thần trong nhà trường gắn với việc khai thác văn hóa dân gian, chăm sóc di sản gắn với tìm hiểu các di tích lịch sử.
có nghĩa là bao gồm cả việc giáo dục di sản và giáo dục thông qua di sản, làm cho học sinh hiểu biết về di sản, từ đó có tình cảm, đạo đức, niềm tự hào về các giá trị truyền thống của dân tộc, đất nước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gì vậy? Anh ăn đi. Thế đường đi. Nhớ. À, chị đang chơi đấy à? Chị ăn đến đâu thế? Sao giờ này chị không nấu cơm mà còn sang đây? Chán mắt chị ạ, chồng con nó chịu ăn không mà nấu làm gì. Thế thì dùng món gì đây? Đây này, tôi cho chị xem, tôi dùng món này này. Cái đó kim cơ, dưới thôi, người rẻ. Không chút bảo quả, nó sẽ dùng đồ thôi. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan
về những rác này là hậu quả của việc thiếu ý thức bảo vệ môi trường sống. Có phải việc cắm biển báo không vứt rác thừa bãi đã trở nên quá thừa thãi khi dòng sông Hồng chết dần? Và đáng buồn hơn nữa, những hành động vứt rác thừa bãi thiếu ý thức này lại diễn ra ngay trong môi trường giáo dục. Ngay cả khi có thùng rác, rác vẫn không được bỏ đúng chỗ. Và cũng không quá khó để bắt gặp những chiếc cốc trên hành lang lớp học. Câu hỏi được đặt ra, ngay cả khi giới trẻ cũng hững hờ trong việc bảo vệ môi trường, thì đến bao giờ môi trường mới được cứu sống? Những vừa những hình ảnh vừa rồi có quen thuộc với bạn có biết không ạ? Có, bởi vì hình ảnh trên hình vừa chia sẻ chính là con sông có sự con người với nhau hàng ngày. Bạn có thể dùng một từ ngữ để miêu tả cảm xúc của bạn khi mà nhìn thấy những mẩu rác mà bạn đi trên đường không? Mình khá là khó chịu. Bạn làm gì sau đó? Mình nhặt lên thôi. Bạn mang theo cái gì? Không, để quản thùng rác. Bạn Bích của chúng ta quả là một siêu nhân trong vấn đề bảo vệ môi trường phải không quý vị? Thế nhưng mà không phải bạn học sinh nào cũng có ý thức như vậy. Vậy nhà báo Ngô Việt Hà, nhà báo có thể phân tích cho chúng con một số nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên được không ạ? Theo tôi thì cái gì cũng bắt nguồn từ ý thức cả. Ở Việt Nam thì vấn đề bảo vệ môi trường vẫn còn khá là xa lạ và xa xỉ đối với rất nhiều người. Đến cả người lớn còn rất là vừa bãi chưa nói gì đến trẻ con. Để tôi lấy ví dụ cho các bạn hiểu. Có một hôm tôi đang đi trên đường thì thấy hai mẹ con đang đi bộ với nhau rất là vui vẻ. Đứa bé khóc vỏ kẹo xong thì mới hỏi mẹ của mình là: mẹ ơi, thế con vứt vỏ kẹo ở đâu bây giờ? Thế là người mẹ mới thản nhiên trả lời một câu: ở thì con vứt tạm ở đâu đấy. Thế xong cái vỏ kẹo bị vứt thẳng xuống gốc cây vào đấy luôn. Tôi nhìn nó vơ vơ một mếu. Vậy những lý do mà những người này đưa ra để biện minh cho hành động của mình đó là tôi không thấy thùng rác đâu, hoặc thậm chí dọn rác là việc của nhân viên môi trường. Vậy nhà báo nghĩ sao về điều này? Một câu hỏi rất là hay, nhưng mà tôi xin nhắc lại một lần nữa, tất cả là nằm ở ý thức. Ở Nhật Bản chẳng hạn, số thùng rác công cộng của họ thậm chí còn ít hơn cả của Việt Nam, nhưng mà cũng không vì thế mà đường phố của họ lại bẩn đâu nhá. Có khi người Nhật đi ra ngoài đường, họ muốn vứt rác mà xung quanh họ không thấy thùng rác công cộng thì họ sẽ mang rác về nhà và phân loại, thì họ được dặn là phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Vâng, xin cảm ơn những câu chuyện từ Nhật Bản của nhà báo Ngô Việt Hà. Thưa quý vị, hiện nay thì tôi nhìn thấy một bạn trẻ nước ngoài và tôi sẽ xuống để trò chuyện với bạn ấy về vấn đề này. Tôi đó là đất nước đã các bạn đấy giáo dục ý thức cho những công dân nhỏ tuổi
tôi hy vọng một ngày nào đó Việt Nam sẽ trở thành như vậy. Hay thôi nhau xem. Như vậy là chúng ta đã hiểu nguyên nhân sâu xa của việc bắt cóc bừa bãi. Nhân chuyện thì tôi cũng chợt nhớ đến câu nói của cha ông chúng ta, cha Trung không ai khóc. Rõ ràng đối với nhiều người, người ta việc nhà mình có sạch hay không thì là một chuyện, còn đường phố và nơi công cộng có sạch hay không thì lại là một chuyện khác. Và ngay bây giờ hãy trở lại với trường trung học phổ thông Kim Sơn A để xem ý thức giữ gìn vệ sinh của môi trường ở đây diễn ra như thế nào. Các bạn có dám chắc là sau này sẽ không xả hàng ngày
trường trung học phổ thông Kisada để xem việc giữ gìn bảo vệ môi trường ở đây diễn ra thế nào. Thank you.
nhé. Anh đang đi tìm em của ngày hôm qua. Anh tìm ai cơ? Anh tìm em của ngày hôm qua. Anh nghĩ thế này, tìm cái gì ở đây? Một cái chương trình nó như thế này, mang tầm nó quốc gia, video quốc tế như thế này mà anh tìm cái gì ở đây? À, ai đã, anh bảo chị đến đây sao? Tôi nhìn cô từ đầu buổi bây giờ rồi nhá. Này, để tôi nói cho cô biết. Tôi ấy là đang đi hát bài em của ngày hôm qua, chứ không phải là đi tìm em của ngày hôm qua, cô nghe nói chưa? Mà nó đúng là đi tìm em của ngày hôm qua rồi, nhưng mà nó cũng không phải là đi tìm em của ngày hôm qua, mà là hát bài em của ngày hôm qua. Thank you.
theo Minh Họa sinh động. Hàn Dương. Tốt, ngắn gọn, nhẹ nhàng, những cái quảng cáo thì hài hước và tác động đến người xem. Còn những nhược điểm đó là diễn viên diễn còn hơi thiếu tự nhiên và hình ảnh vẫn cũng chưa được rõ ràng, nên bọn em cũng cho các bạn 49 điểm. Đến nhóm phỏng vấn, ưu điểm của các bạn là cách trò chuyện, là lối trò chuyện rất tự nhiên, tư duy sáng tạo, đề tài nóng, có nhiều thước phim chân thực và nối kết với nhau rất logic. Còn góp ý đó là cái đoạn phỏng vấn khách nước ngoài thì chưa thật sự được thoải mái tự nhiên, và lời nói của cái người đến từ Singapore cũng chưa được rõ ràng, nên em cũng cho nhóm bạn 49 điểm. Còn về nhóm tiểu phẩm thì không có nhược điểm, chỉ có ưu điểm, đó là diễn xuất dí dỏm hài hước, nội dung vô cùng ý nghĩa, thông điệp gửi tới rất là hay, nên bọn em cho các bạn tổng điểm cao nhất đó là 50 điểm. Mời ý kiến của nhóm phóng sự ạ. Vâng, trong một ngày quốc hội thì bọn em có nhận xét như sau ạ. Đầu tiên là phong thái của các bạn rất là tự tin, và có nhiều tin mới mẻ và rất thú vị. Còn một chút không biết các bạn có để có đề ý không, là bọn em nhìn thấy là các bạn đã trình chiếu sai giữa Hoàng Sa và Trường Sa. Tiếp theo là đến nhóm quảng cáo ạ. Các bạn để có những ưu điểm của chính là có tính sáng tạo, đã viết quảng cáo ủng hộ miền Trung, và các bạn này có sự hài hước, nhưng mà một chút nhược điểm đó là gần ghép khớp với khẩu hình miệng ạ, còn hơi nhiều hiệu ứng ạ, nên bọn em cho các bạn đấy 48,5 điểm. Tiếp đến là phỏng vấn ạ. Các bạn ấy có những ưu điểm như sau là dẫn chương trình rất thú vị và phong thái cũng rất tự tin, còn nội dung thì hay và đang rất là hot hiện nay ạ. Em chỉ có một ít góp ý nhỏ, đó là âm thanh hơi ồn và nói bạn phải có vẻ như nó sai sai một đoạn. Bọn em cho các bạn này 49 điểm ạ. Và cuối cùng là nhóm tiểu phẩm. Như ở trên thì bọn em cũng nhận định là các bạn đã chỉ toàn ưu điểm thôi ạ.
Thứ nhất là các bạn có sự hài hước, năng tính giải trí cao, các diễn viên rất là tài năng và tự tin. Cái thứ hai là chủ đề vẫn là hot và thu hút giới trẻ hiện nay. Mọi tất cả mọi người chú ý. Và bạn ấy được điểm tuyệt đối là 50 ạ. Nhóm phóng sự, nhóm quảng cáo ạ. Nhóm phóng sự đã làm rất tốt và có những ưu điểm thì đó là nội dung thì rõ ràng, rành mạch, phóng viên thì dẫn dắt rất tốt. Tuy nhiên vẫn có một số ưu điểm hơi nhỏ như video vẫn đầu vẫn còn hơi dài và chất lượng video đôi lúc vẫn còn hơi kém. Tiếp theo đó là đến nhóm phỏng vấn. Những ưu điểm chính của nhóm phỏng vấn đó là lời bình tốt, phong cách nói tự tin và ý tưởng sáng tạo. Đặc biệt là các bạn đã chọn lựa chọn đề tài rất là hay. Tiếp theo là tuy nhiên vẫn có một ưu điểm đó là phần quay còn luôn và MC đôi khi nói còn bị mặt. Theo là để nhóm bản tin có những ưu điểm đó là chương trình tốt, hình ảnh video phong phú đa dạng và thông tin chính xác. Và cuối cùng là nhóm tiểu phẩm đó là ưu điểm là các bạn có những ưu điểm là chính đó là hài hước và thông điệp ý nghĩa. Và đặc biệt là các bạn diễn xuất rất là sáng tạo và tự nhiên. Thế nên sau, nếu mà nói về ấn tượng thì bọn em ấn tượng nhất với nhóm tiểu phẩm. Còn nếu mà chỉn chu và sản phẩm hoàn thiện nhất thì là nhóm bản tin. Đầu tiên là về nhóm bản tin. Các biên tập viên rất là tự tin và thông tin hấp dẫn mới mẻ. Tuy nhiên là bọn em có một số góp ý như sau. Cái phần các bạn nói về top 5 quốc gia ít nhất trên thế giới thì thông tin chưa thẳng thắn lắm. Tại vì nếu mà xét về phương diện của một khán giả thì em thấy là em sẽ tò mò là vậy top 5 đấy gồm những quốc gia nào và tại sao Việt Nam chưa thể đứng thứ nhất và Việt Nam cần làm gì để đứng thứ nhất. Cái thứ hai nữa là và biên tập viên Khánh Ly quên cảm ơn biên tập viên Thời Tiết. Tuy nhiên thì bọn em cũng có một số góp ý cho các bạn, đó là ý tưởng quảng cáo nước mắm thì chưa khác lạ lắm. Và các bạn nên thoại liệt mạch như trên truyền hình, chứ không nên có một cái đoạn là 4 phút dành cho quảng cáo lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó sẽ giống với truyền hình hơn. Và nhóm phóng sự thì các bạn chọn đề tài rất là hay. Và người dẫn thì lưu loát và linh hoạt. Tuy nhiên thì kỹ thuật quay thì chưa tốt lắm. Nhóm tiểu phẩm thì dẫn chương trình cực kỳ linh hoạt. Và em nghĩ là một số bạn ở nhóm tiểu phẩm nên đi học về nghệ thuật hơn là kinh tế. Tư vấn luôn nhóm tiểu phẩm. Đôi khi các bạn ấy, tại sao là tại vì bạn Lực ở lớp men lì quá nên là đôi khi các bạn ấy nhầm bạn Lực là nhân vật là tính là nữ chứ không phải là nam. Nhóm quảng cáo
thì ưu điểm của sản phẩm của các bạn là rất sinh động, hấp dẫn, dí dỏm và phù hợp với những chủ đề mà của phong cách ngôn ngữ báo chí. Nhưng mà nhược điểm đó là cần rõ ràng hơn trong kịch bản ạ. Và cuối cùng là sản phẩm của nhóm phóng sự, những ưu điểm chính của các bạn là sinh động, hấp dẫn, rõ ràng trong hệ thống câu hỏi và phù hợp, rất phù hợp với chủ đề ạ. Còn nhược điểm đó là biểu cảm của người nói cần phải phù hợp và tương tác với người xem nhiều hơn ạ. Và MC sao đó tiếng Anh thì chưa chuẩn đó. Và đấy là tiếng Anh ạ. Dạ. Tức là đấy là thuộc vào của nhóm thì chúng nhóm phỏng vấn chứ ạ. Vâng, đấy là của nhóm phỏng vấn. Không phải phóng sự. Vâng. Vâng. Phần đánh giá của nhóm em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn các em. Thế các nhóm có phản biện gì không ạ? Chứ mà tiểu phẩm vừa xôn xao mà khi mà bị nhóm phỏng vấn có phê bình một hai nhược điểm đấy, em có phản biện gì không? Thưa cô là chỗ phần anh Lực Sơn ạ. Em muốn xưng là chị bởi vì Lực Sơn không thừa nhận mình là con gái ấy, chỉ là thích mặc váy rất giống như con gái ấy. À, tức là thích mặc váy thôi. Các bạn lấy nguyên mẫu từ nhân vật nào ạ? Tùng Sơn đang hot ở trên Facebook. À, Tùng Sơn, còn bạn Tiên Rơi là gái. Lệ Rơi ạ, Lệ Rơi. À, Lệ Rơi hiện tượng từ năm ngoái em kia ạ. Rồi, cảm ơn em. Nhóm phỏng vấn có thỏa đáng không? Có ạ. Các bạn đồng ý với những góp ý, những nhận xét của các nhóm khác ạ. Cô nghĩ rằng là chúng ta tìm ra khuyết điểm cho nhau này không phải là chúng ta đang hạ nhau để đi hiểu các nhóm điểm thấp hơn, mà đây chính là những góp ý rất là chân thành của chúng ta để các bạn có những cái hoạt động sau nữa, những cái bài tập của môn khác hay là những cái hoạt động khác thì chúng ta sẽ hoàn thiện một cách hoàn hảo hơn, tốt hơn ạ. Và đặc biệt nếu sau này là phóng viên thực sự thì các bạn có rất nhiều kinh nghiệm từ buổi học hôm nay đó, để những cái bài tập như thế này. Cô cũng xin bổ sung thêm một số nhận xét như sau. Thực ra thì tất cả những cái ưu nhược điểm các em đã nói rất tốt, cô rất đồng ý với những nhận xét của em. Từ đề tài các bạn lựa chọn lựa, cách viết kịch bản, bố cục chương trình như thế nào, hay là tác phong của các phóng viên, các biên tập viên, cô rất hài lòng với những gì em đã thể hiện hôm nay. Thực sự là chúng ta đã có một tuần rất là bận rộn để làm cho cái bài tập thực hành này, nhưng cô thấy nhìn thấy rõ các nỗ lực của từng em một trong các nhóm, và các bạn luôn cố gắng hết sức, rất là đồng tâm hiệp lực trong làm bài tập. Và nhưng mà điều đặc biệt là cô cũng mừng, là một giáo viên cô sẽ rất mừng bởi vì các bạn rất say mê và có vẻ hứng thú hào hứng với hoạt động này. Và chúng ta đã thay đổi một cái giờ học hàng ngày lý thuyết về bằng những hoạt động trải nghiệm này. Và cô nghĩ chúng ta dù sau này không làm phóng viên nữa, không làm nghề nhà báo, thì ít nhất ngày hôm nay và trong thời gian vừa rồi các bạn đã đóng vai những cái nhà báo, những phóng viên đích thực nhất rồi. Theo cô thì như vậy. Giống như tất cả các bạn khác thì cô cũng muốn chia sẻ một cái vài những nhược điểm nhỏ nhỏ để các bạn có thể rút kinh nghiệm, điều rất cần cho những hoạt động báo chí. Ở nhóm bản tin, thứ nhất là nhóm bản tin thì những ưu điểm các bạn nói rất nhiều rồi, bây giờ tôi chỉnh sửa một chút ạ. Cái phần mà các bạn đánh cái chữ đưa cái tiêu đề ở cái phần gọi là giới thiệu những cái tin trong này, có cái chữ là kỳ thi bán kỳ ở trường trung học phổ thông Kim Sơn A, nhưng các bạn đã căn chữ gì, chữ Kim ở bên và chữ Sơn A xuống bên dưới á. Cái đấy là một cái rất không nên nhất. Còn cái nhược điểm của phần thời tiết thì các bạn đã đóng góp rồi, cô không nhắc lại nữa. Và hy vọng là bạn Thu sẽ về để thực hiện like để sau chúng ta sẽ lên truyền hình chương trình, chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa. Đó là nhóm bản tin ạ. Nhóm thứ hai là nhóm phóng sự. Phóng sự thì các bạn ưu điểm các bạn đã nói rồi, và cô cũng bổ sung thêm một cái nhược điểm, một cái hạn chế, đó là cái máy quay zoom thì các bạn nói rồi nhưng không nhắc lại. Có một nhược điểm các em chưa nhìn ra đấy là phỏng vấn hình thả đấy ạ. Hình thả truyền hình đấy ạ. Cô xin lỗi, đấy là của nhóm phỏng vấn. Cô xin lỗi, nhóm phóng sự. Nhóm phóng sự thì có một nhược điểm như thế này của nhóm phóng sự, cô góp ý luôn. Bạn Thảo Anh đọc lời bình thì rất là biểu cảm, sinh động rồi. Nhưng mà có ngọc ngọc lờ nờ đấy ạ. Hình như biết cũng thế đó, các bạn biết đi phỏng vấn cũng thế đó. Cô nghe thấy là một vài từ là bị đọc như vậy. Và đây cũng là một cái hạn chế của học sinh Kim Sơn mình, nên các em phải cố gắng thay đổi sau này ra ngoài cuộc sống, đi làm những nghề được khác, hoặc nói giao tiếp với người nơi khác mà chúng ta nói như phải nói người chết nhá. Nhất là lên truyền hình thì càng không được nhá, các bạn nhớ là phải lưu ý cái điểm đấy. Nhóm thứ ba là nhóm quảng cáo thì đúng như các bạn nói là ưu điểm thì các bạn đã lấy phong phú
từ là cả những cái lời kêu gọi của miền Trung rất ý nghĩa, đến những cái sản phẩm mà cô rất thích ở chỗ là các bạn đã lấy những cái sản phẩm của địa phương mình. Tuy nhiên là cái chất lượng mà sản xuất chưa được ấn tượng lắm đúng không ạ? Nhưng mà cô lại rất thích thú với cái gọi là cái thông minh, cái ứng phó rất thông minh của nhóm này để cho cái quảng cáo nước mắm mà dùng dưỡng chất rất kém, nhưng mà mọi người vẫn cười ra, vẫn thích. Bởi vì sao? Có hai bạn nam thì các bạn không chia ra thành hai cặp, mà lại cho hai bạn nam đóng một cặp đúng không ạ? À, hai bạn nữ lại đóng một cặp, và cái đấy chính là thu hút các bạn, tức là chúng ta tăng cái hài hước cho quảng cáo. Đấy, và tuy nhiên là cái nhóm quảng cáo thì thực sự là khó khăn, cô chia sẻ đồng cảm với nhóm này, bởi vì có lẽ là làm quảng cáo là khó nhất, bởi vì nó cần rất là trình độ công nghệ tốt, và thứ hai nữa là đa số các bạn thấy là chọn những người quảng cáo phải là những người gì ạ? Có thể nói là ngôi sao đúng không ạ? Những ông sáng của đất nước, của thế giới thì có thể là quảng cáo. Chúng ta làm như vậy, cô nghĩ là chúng ta tốt lắm rồi. Nhưng mà cô thích cái sản phẩm chiếu gói Trung Sơn rất là dễ chịu, ngọt ngào và đi vào lòng người. Cô nghĩ là chắc là nếu mà mai đi ra doanh nghiệp và Quang Minh nhỉ, chúng ta xin những tiền tài trợ đúng không ạ? Có nhất là cái phần là nên nghĩ làm sao cho tình huống hấp dẫn và
những diễn viên thì cần phải diễn làm sao cho bạn. Đấy là chỗ khó ở trong phần diễn viên, nên là nhắm tới cái phần quản lý này là rất nhiều khó khăn, nhưng tôi thấy tiểu phẩm của bạn đã thành công trong ngày hôm nay, gọi là rất là thành công vì là mọi người cười rất nhiều trong cái tập tiểu phẩm của các bạn. Vâng, bây giờ em xin phép được phỏng vấn thầy ạ. Chúng em báo cáo kết quả học tập thì thầy có những nhận xét gì và thầy có thể đưa ra một số lời khuyên để chúng em có thể trở thành những nhà báo hay là phóng viên thành công trong tương lai, đúng không ạ? Trước tiên có lẽ bạn nên hỏi tôi là đâu đến. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Quỳnh, phó hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư. Thầy cô, tất cả các bạn dự tiết ra là trao đổi với thầy Bình là đây một cái tiết rất hay. Có lẽ là cuộc đời là giáo viên thì cũng rất được chứng kiến rất nhiều tiết học vui, tiết học nhộn, tiết học hay. Nhưng hôm nay thì những tiết học gây ra một ấn tượng rất đặc biệt. Tôi nghĩ rằng là tôi có trao đổi với thầy Bình và thầy Bình nói là trường ta đã tổ chức những cái tiết học như này nhiều năm nay rồi và học sinh rất là hào hứng. Và tôi nghĩ rằng nếu những cái tiết học như thế này nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh thì có lẽ là cái thế hệ trò chúng ta sẽ phát huy được nhiều hơn cái năng lực của mình cũng như là cái khả năng của mình, cái tài năng của mình trong cái việc học chúng ta sẽ không, nó không trở nặng nề buồn chán mà rất là vui tích cực. Theo ý kiến của em thì trước khi bạn phỏng vấn một người mà không quen biết thì bạn nên hỏi tên tuổi và tôi thì có thêm một góp ý nữa là lúc mà phỏng vấn Lâm Ngân trưởng nhóm tiểu phẩm xong thì em quên cũng quên được hơn. Về thời gian bao hơn nhá. Nhưng mà chúng ta cũng đã học rồi, tức là khi phỏng vấn thì bao giờ kết thúc chúng ta cũng phải lịch sự là cảm ơn và chào người được phỏng vấn, đúng không ạ? Rồi và chúng ta phải ghi nhớ những bài học như vậy. Rồi rất cảm ơn bạn Ly và cảm ơn sự là đã đến với em. Để kết thúc cái chủ đề phóng sự báo chí hôm nay thì cô cũng là tập các bạn làm phóng sự nhỏ nhỏ, phóng sự ảnh nhỏ nhỏ thế ạ. Dĩ nhiên là bụng bề hơn các bạn nhiều ạ. Nhưng mà cũng sau đây giới thiệu với các em xem và hãy xem mà cô muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì sau đấy. Báo chí cách mạng Việt Nam đã có hơn 90 năm xây dựng và phát triển, đóng góp vai trò tích cực đối với sự phát triển của xã hội. Báo chí đã đồng hành cùng Đảng và Nhà nước ta trong các cuộc cách mạng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ lịch sử đã đến với đông đảo quần chúng nhân dân là nhờ hoạt động của báo chí truyền thông. Đa số các vấn đề tiêu cực của xã hội như gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chặt phá rừng hay thậm chí cả các vụ tham nhũng lớn cũng thường nhờ báo chí phát hiện, sau đó cơ quan chức năng mới vào cuộc. Nhưng cũng rất nhiều khi với những thông tin sai sự thật, báo chí đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân. Chương trình Đảng Tươi Sáng phát sóng trên VTV3 ngày 3 tháng 5 năm 2016 đã giảng dựng cảnh người nông dân làm giả rau bị sâu. Chương trình này đã làm cuộc sống của người trồng rau điêu đứng. Vụ thông tin xúc xích chứa chất gây ung thư, nước mắm nhiễm arsen đã khiến nhiều doanh nghiệp chân chính có nguy cơ bị phá sản. Hay từ một bức ảnh trên Facebook, báo chí vào cuộc khai thác đã biến thành một hiện tượng bà tưng làm ảnh hưởng xấu đến lối sống của giới trẻ. Nhận được cái xã hội xung quanh, nhận biết được xã hội xung quanh, biết được mọi vấn đề, mọi khía cạnh và mọi sự và sự việc. Tuy nhiên một khi mà thông tin đưa ra sai lệch thì có thể gây ra tác hại vô cùng lớn.
và ảnh hưởng không nhỏ tới xã hội và con người. Vậy thì theo em thì người làm báo phải như thế nào? Cho nên cô người làm báo theo em là phải có một cái hết sức quan trọng và cao cả, đó là lương tâm ạ. Và đạo đức nghề nghiệp ạ. Vâng, tôi rất đồng ý với ý kiến của bạn Diệp. Đúng như vậy em ạ. Báo chí, hoạt động báo chí có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Nó được đánh giá là cơ quan quyền lực thứ tư sau luật pháp, tư pháp và hành pháp ở mọi mặt của cuộc sống. Vì vậy nên là những người mà làm báo ạ, thì đầu tiên là phải nhận ra cái sứ mệnh quan trọng của mình. Và cũng từ đó mà phải có trách nhiệm hơn, lương tâm hơn trong những cái tác phẩm mà mình đưa ra. Trong nghề gì cũng là bất lương, riêng cẩu thả trong nghề văn thì thật là nên tiện. Thực ra nghề báo nó cũng rất tương đồng với nghề văn. Và vì vậy nên nếu chỉ có một chút cẩu thả trong nghề báo thôi sẽ tác động rất tiêu cực đến xã hội, để làm ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ, đến lối sống của mọi tầng lớp. Vì vậy nên là thông qua cái phóng sự này cũng như là toàn bộ cái chủ đề chúng ta học đó là ngôn ngữ báo chí, thì cô muốn nói với chúng ta một điều là có thể hoạt động báo ngày hôm buổi học ngày hôm nay hay những cả cái chủ đề này, một là trước hết là sẽ đem đến cho các em sự thấu hiểu và đồng cảm với những cái vất vả khó khăn của người làm báo. Thứ hai là cũng có thể sẽ thắp lên trong những em ở đây, trong những bạn của chúng ta một niềm mơ ước là sau này sẽ trở thành nhà báo, đúng không ạ? Nhưng cô chỉ muốn nhắn nhủ một điều là nếu chúng ta trở thành một nhà báo tương lai thì hãy nhớ đạo đức của người làm báo luôn phải đặt lên hàng đầu. Đương nhiên tài năng rất quan trọng, đúng không ạ? Nhưng mà đạo đức bao giờ cũng phải đầu tiên, nhất là với tập báo chí. Vâng, đấy là chính là lời nhắn nhủ cuối cùng mà cô muốn gửi đến các em trong tiết học ngày hôm nay. Và lời cuối xin rất cảm ơn một tập thể lớp rất là đoàn kết và các em đã làm rất tốt hoạt động của mình. Cô đã theo chúng ta suốt từ năm ngoái và thực ra năm ngoái cũng xin giới thiệu các thầy cô luôn là năm ngoái các em đã làm cái chủ đề là thuyết minh ạ. Và khi thuyết minh tại chỗ các em đã đóng vai phóng sự mà đấy các bạn có cắt một số đoạn là kết quả của năm ngoái nào đấy ạ. Và lớp này luôn luôn thể hiện được cái năng lực rất tốt của mình và cô nghĩ sau này các em sẽ có những cái gọi là những cái hoạt động ở ngoài cuộc sống xã hội công việc rất là hiệu quả. Và cô tin là chúng ta sẽ luôn phát huy cái tinh thần học này trong suốt quá trình học tập còn lại cũng như là trong cuộc đời sau này. Và cuối cùng cũng xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo bây giờ trong lớp của cô trò là 11 tên ở trường Kim Sa và cũng mong là các thầy cô sẽ đóng góp nhiều hơn chỉ ra những cái kinh nghiệm để cô trò từng chút nào phát huy và sẽ chỉ ra những cái